Nếu mà mình chưa quay video thì anh em chú ý nhắc nhé. Cách xóa tải đấy, chọn vào đây, vào size, chọn đây đi chưa, vào chọn delete này nhá, chưa nó sẽ xóa tải được chưa. Ok, đít loát đây này, được chưa? Cái màu text này xấu quá, nó cùng màu đen là này, được chưa? Chúng ta sẽ sửa đi. Quay vào đây, chọn text đây, được chưa? Text của cái này ta chọn màu vàng, ok. Được chưa? Thì nó dễ nhìn hơn. Kilo Newton mét cho nó dễ, để đưa về đơn vị cho nó dễ. Đít loát này, này loát này, này rốt này, ok nhá. Đây bạn đang học cán gió x luôn rồi. Đây nhà hai mái các bạn xem sao. Đơn vị chú ý nhé. Đây sao lại tải lút như thế này? Sai nhá. Đi loan là tải lút này là sai rồi. Tải lút, chuyển vào lút này là sai. Loát, ok. Line rốt, ok. Nhưng mà D, D của bạn lại tải lút là như nào? Đi bạn gạ xem lại nhé. Cái đi loát, xem lại cái đi loan cho bạn Thiện Hoàn. Đi loan thì không đến 0.35 đâu. Đi loan mái này, làm gì mà lớn này. Ngôi nhà 25 mét thôi. Ngân này. Để bài, chữa bài cho bạn Ngân. Ngày ông 3. Hình như anh hướng dẫn gán tải tôn ốp tường đít loát rồi làm gì đúng không? Gán theo gravity rồi làm gì?
Đây, đi đoát gắn tường đây rồi gì đây này, bạn nhìn cái tải tường gravity này 0.9 này nhá. 0.83 này. Gắn rồi chứ gọi chưa gắn đâu nhá. Hai mái đâu nhỉ? Đây là Line Road. Ok. Line Loát, ok. Bạn làm đúng rồi. Bạn Ngân làm đúng rồi. Ba chín này. Đây đi loát này. Đây là line loát này. Còn đây là line road này. Ok. Nhiều đồ như vậy đúng không nha. À, em hỏi cái canopy gì, canopy khác và cái gì, cái tôn ốp xung quanh chưa, khác nhau nhá. Cái canopy là cái mái che của cái cửa đi được chưa, mái che của cái cửa đây đây này, cái này gọi là cái canopy này. Được chưa? Còn cái tôn vách là những cái xung quanh đây này, được chưa? Cái này là cái xung quanh này, còn canopy là cái mái che đây này nhá, cái mái che chữ X này, nó là cái canopy. Nhưng mà do tải trọng thì là nó khối lượng nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ có tôn và xà gồ mình bỏ qua phần điện nhá, được chưa? Thì canopy phần điện nó chỉ có mỗi cái bóng đèn thôi chứ nó không có gì cả. Thì về phần vách thì là nó có gì cũng có, chỉ có vách và xà gồ vách thôi, được chưa? Ok. Tải của bạn đúng rồi đấy. Nhưng mà thiếu thiếu tải tôn vách à, cho hoạt tải cho canopy biết này nhá. Gắn cả tải cho canopy à. Lưới, lưới thì em ấn Ctrl D thôi. Đây này. Nó kích vào biểu tượng này nhá. Lưới trục em ấn Ctrl D nhé, hoặc là canopy thì em vẽ tấm lăn thôi. Đây này, màu tấm lăn chưa chọn màu này, đây chưa, vẽ tấm lăn ở đây và gắn bình thường thôi. Đây tấm ASE nhá. Đó, xong rồi gắn tải truyền một phương, nó truyền vào cái khung này thôi. Và bỏ tải truyền đi dằng chéo đi nhá. Thì gắn nó như gắn mái bình thường thôi, vẫn như cái khác thôi nhá.
cho tải nó truyền vào hai cái khung này, hai khung console này nhá, cũng phải bỏ tải truyền vào dàn chéo chưa. Lưu này, lưu lục mỗi bài à? Đây là bài của bạn Đỗ Trọng Lưu à? Đây, đít nát của bạn đây. Ok, tải đã truyền vào dòng phụ và truyền vào khung rồi. Lên live loát rồi. Ok. Phần này rốt. Ngoài. Đây này. Đi loát ok. Này loát ok. Này rốt ok nhá. Được chưa? Như bạn này vẽ cái canopy thì cũng phải vẽ cái tấm năn trên canopy và gán tải trên canopy nhá. Được chưa? Nếu mà vẽ canopy vào chứ không phải để không như này nhá. Chứ không phải vẽ vào cho có, mà chúng ta cũng phải vẽ tấm năn như một cái nhà xưởng nhỏ bên trên đấy nhá. Được chưa? Đây là của bạn gì không bật được trục ấy thì vào đây tao bật cái biểu tượng này lên. Control D không được tao bật biểu tượng này lên nhá. Được chưa? Muốn Control D được, ví dụ đây ấn Control D đây. Được chưa? Thì nó hiện lên, được chưa? Ấn không được, ấn F3 F4 xong mới ấn Control D nhá. Được chưa? Các bạn nó đang dở một cái lệnh khác nào đấy, chúng ta sẽ không xử lý được. Ok, tải của bạn truyền như vậy ok rồi. Ok. Đây là bạn phải gắn tải trên phần canopy và ấy như vậy nhá. Giờ canopy của bạn tại sao lại đưa về lực tập trung? Mình gắn phân bố đều thôi nhá. Quy về tập trung thì vẫn được, nếu mà tao quy chuẩn đúng, nhưng mà tao gắn tao nhân hệ số đúng thì nó vẫn đưa về cũng được nhá.
Bạn Phạm Phương Đông chưa thấy sửa gửi lại nhỉ? Rồi đi loát rồi, ok. Ngoài rốt ok. Ngoài loát ok nhờ. Đi loan này, ngoài rốt này, ngoài loát không có phần sàn phần phòng thiếu nhá. Đây này, ok bây giờ mình sẽ dừng video lại nhá. Anh em nào chưa gán các nhà khác thì gán nhá. Còn đâu anh em nào làm sai thì sửa nhá. Được rồi, anh em nào làm đúng rồi thì có thể đợi một chút khoảng 20 phút anh em sửa. Xong mình sẽ vào hướng dẫn anh em tính toán phần gió nhá.